5 to 3 breakfast at 6 o'clock every morning has to have. Mời một bạn cho đáp án và phân tích đáp án. Tại sao em chọn đáp án đó cho cả lớp nghe nào? Những bạn nào biết mời giơ tay. Câu số 24. Như hôm bạn câu sớm đi hôm nay giải thích tới vấn đề này quá tuyệt vời rồi đúng không? Hai buổi học thế mở trường nửa cũng làm được nửa tối chứ. Rồi. Mời bạn à. Mời bạn à. Quốc Vương. Em chọn đáp án nào? Vì sao? Là bạn á à. À, em chọn đáp án A. Rồi. Vì sao em? Vì là có chủ người ra mấy ra rồi 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 Rồi, số ít thuộc nhỏ mẹt mày. nhà em Thái À, em Thái cộng đồng tư nguyên thể chứ. nhà chị Tối anh vừa mới đấy với chị ạ. đấy đó trường hợp đặc biệt này là Thái luôn hẹp Trường hợp đồng biệt là chung hép á. Ủa có dài nữa. hẹn chuyển sang hạ À, hép chuyện thân hết. Vậy cho nào bạn nào? đó à À, à, tức là hép chuyện thân hát đấy. Em chuyển ngược một rồi. Chuyển ngược một rồi em ạ. À. Em mình ngược, đúng không? À. Rồi, cô bảo tấm ơi em à, đoàn phẩm sẽ to thì ra đấy. Nó không nguy hiểm. Hình như là có một nơi nào đó mất điện. Từ dưng lên chỉ xuống 22 nữa. Được rồi. Thế như cáo sơn mất điện rồi. Rồi được không sao cả. Phần thứ bài này các bạn cứ xem trên mạng là được. À, trên xem lại video. Ở đấy của vườn này. Thứ nhất ta thấy có every morning. Nó là nhân biệt của thi hiền tài đơn. Nhân biệt thi hiền tài đơn. Kết thúc bằng dấu chấm. Không có not. Đó là thể khẳng định. Vậy thể khẳng định thì chủ ngữ cộng have hoặc has. À, sorry, chủ ngữ cộng động từ nguyên thể hoặc thế mẹ e. Vậy thế mình là loài nè. Động từ nguyên thể có tú cùng loài các bạn ạ. Rồi, vậy bây giờ ta nhìn vào chủ ngữ hí như cuộc vương đã phân tích. Thầy gọi chủ ngữ là hí thuộc nhỏ mẹ hái thì động từ phải chia. Chia có nó chia thế này được. Thì động từ hẹp này là động từ nguyên thể. Yeah, động từ nguyên thể. Vậy khi chia thành hét này của vùng này. À, em bị ngược, phân tích nó bị ngược. Rồi câu số 25. Câu số 25. Câu số 25. Mời bạn My brother exercise every morning. Please has learned for this. Đúng rồi, cô cũng cảm giác như là cao sơn mất điện. Có like chứ thầy anh? Có rồi cô ạ à. Nhưng trong À bữa chưa có cái đúng này xong một không? À chưa tự nhiên đúng bật đèn luôn À vì có thể từ những số lượng giảm. Còn được cái chỗ chữa bài này bạn nào bị mất điện giá thì hôm sau học lại video đó. Còn thì anh đang đang học bằng 4G mà em. dạ không wifi chai là nhanh quá. Ok. Rồi câu số 25. Câu số 25. Mời bạn Khánh Chí đó. Em cho là bạn nào? Em thân cũng đúng. Câu à dễ. Vì sao em dựa vào từ nào để em chọn câu dễ? Nó rõ lên à, rồi. À, sao thì tất cả cái này đều chia cả đâu em ạ? Nó chả liên quan gì cả. Mà brother này chả liên quan gì đến từ this cả. Trong trường hợp này, my brother chả giải quyết được. Em. Phải dựa vào đâu? Ok, Em. Có chữ. Em. À có chữ gì? Có chữ gì thành gì? Ok, À đúng rồi. Ta phải dựa vào exercise. Do exercise Vietnamese thành chí nghĩa là gì? tập thể dục. Chính xác đó. Trong bài này ta không cần dựa vào brother bởi vì brother tất cả đồng từ này đều chia cả rồi đấy, nhưng không không liên quan. Mà ta phải dựa vào keyword là exercise. Không dùng play exercise, không dùng has exercise, không dùng learn exercise, mà ta dùng this exercise. Được nhé. Rồi câu số 26 cho đến câu số 30 là đọc đoạn văn, chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu. Rồi.
Ok bảo ta. This is my school house class room. School house class room. Ta điền từ nào? Em dựa vào cái keyword nào để điền nó? Mời bạn Anh Tuấn. Tôi có lại À, em chọn là school. Vậy khi điền thì em phải nhìn vào cái dần chữ nào, à nhìn vào cái từ quan trọng nào liên quan đến từ school. món học School muốn học ở đâu? Dựa vào đâu? giờ vào là Em phải is đọc được sáu chỗ nào liên quan đến để mà quyết định cái đáp án sơ cứu chứ. em có em cố đừng nói anh Tuấn từ từ thì nào, anh Tuấn cũng trả lời được cái các bạn câu hỏi của bạn sáu. câu sao không? À đúng rồi, dựa vào cái câu sáu đó là có gì nè, dịch vòng hậu secondary school đúng không? Đó, nên ở đây ta thấy có tên trường ở đây thì đấy là trường của tôi, về school và điền vào. Its name nguy hiểm quá. Chắc là ta phải nghỉ khoảng 10 phút các bạn ạ. Chỗ gỗ cũng sẽ rất là to. Nha, khoảng Cô ơi, cho 15. em xem cô ạ. Tất cả chúng ta Ồ, nghỉ thầy nghỉ có. 15 phút. Thì một vô cô bảo nhé. Dạ. Dạ. Nghỉ sẽ ta phải ra luôn.
Anh ơi. Vất vả. Dạ anh ơi.
Vô chứ cô. Nó nghe gì Chiều gặp cô? bạn này, chiều gặp bạn thì sẽ chứ Cháu sẽ nó nghe nói gì nhìn đó. sao em và nó mưa cô ạ. À? Mà mưa Mưa nhỏ. thì kệ, đừng có sẹt là được. Chơi gặp bàn tỉnh. Cái này em ngồi học đấy hay hay sáng một vòng rồi. Vì sẹt đúng không? Anh cho em cái sầu sáng một vòng luôn. Cửa sổ đóng lại đấy. Thì nó quên bật cảm cho cậu coi. Lúc này ta đang chờ câu số 1. This is my school. It's the name is Dịch Vọng Hầu Secondary School. Bạn anh Tụ đã vào đây chưa? Anh Tụ. Anh Tụ chưa vào. Vậy trong cái khi mà viết cái bài về trường của tôi á, thì anh Tụ cái chỗ này là viết It is the name. Cái chỗ này it is the name là không phải. Vẫn bản ý của bạn vẫn là trường, cái tên của nó, nhưng mà tên của nó thì ta phải dùng is, dùng tính từ sở hữu của bạn ạ, chứ không phải là ít ý này, không này ít ý này là sai này, ít ý này như vậy là sai, mà đưa về sở hữu cách it. It is Dịch Vọng Hầu Street at from in on now, ok, at from in on, who can raise your hand, ai biết mời giơ tay lên, mời bạn thầy anh đó. Em cho nào bạn nào? Đâu rồi? Thì anh? Rồi giơ tay để đỏ ra đi đó. Mời bạn anh Đức nữa. Anh Đức cũng không có Thế tích chờ ai? à? Ấy. Vậy em chưa có đấu để điên ấy. Chưa Thế vào đâu để tích đến chờ. đấy. Dịch vong hấu chuyển. Dịch Vọng Hầu Street. Rồi có ai có ý kiến phản biện ở đấy? Ai đồng ý với bạn đi hạ tay xuống, ai không đồng ý thì giơ tay tiếp tục phản biện. Mời bạn cân nhứ. Cân nhứ đâu đó. Mời bạn Hiên nhí. Dear Bạn teacher, nhí. D. Đi on. Tại sao? Bởi vì là this whole street phải dùng on là trên đường. Rồi. Đến đấy là lời chúng ta lưu ý cho cô này. Sau này mà điền từ á, mà chúng ta thấy có từ street này các bạn này. Khi nào chúng ta thấy có từ street, street này nghĩa của nó là đường phố. Nghĩa của nó là đường phố nha. Vậy nếu trên cái đường mà có tên đấy, nếu đường mà có tên như đường Trần Phú rồi đường Nguyễn Trãi đường vân vân, thì ta phải dùng giới từ on. On ví dụ như on Trần Phú Street, Trần Phú Street, on Trần Phú Street. Nhưng mà đường mà có cả tên cả số, cứ thấy số xuất hiện thì ta mới được dùng ất. Ví dụ như là ất 24 Trần Phú Street. Nhớ nè, đường mà chỉ có tên thì ta dùng on. Đường mà có số, tên kể cả tên được, mà cứ thấy số xuất hiện thì ta dùng ất. Vậy ở đấy nó chỉ có tên chứ có số, nên ta phải dùng on chứ không thể dùng ất được. Đó, nên là ta lưu ý ở câu số 27. Câu số 28. My school 250 students and 55 teacher. Câu số 28. Câu số 28 mời bạn là và lời chúng đã bật camera lên. Em mời vô cùng. Bật cam lên được không? Mời bạn Anh Thư nữa. Câu 29 này ta cho là bạn nào? Thưa cô, A, gọi B. ta đáp án làm thì có ạ. Xin. Xin em nhé. Đấy đúng không? Dạ. Rồi, vì sao vậy?
Em chưa F nhiều có lên chứ. level. Ai ta phải đồng tư chủ đồng tư là ai nên ta phải dùng hẹp. Ai muốn đem mái, đem mái cho cô mà. Đúng không? Em nhầm đó. À Vậy vậy mái cho cô cũng được chung, về hẹp cho nó ăn ấy quá ấy. ấy à, ý à, trường của tôi thi à, 58 học sinh nha, mua được chứ được nữa. Rồi mời bạn Phương nhí, em chào bạn nào, nhanh em đến tên ái, gọi tên ái chúng ta nhé. Phương nhí Em đâu thôi rồi? còn em cho đáp án đấy À đâu, vấn đề vì sao? bởi vì my school có nghĩa là sáng tương suỵ. À, ngành cơ sở thuộc nhỏ mẹ thái nên đồng tư phải chia đúng không? Hè, ở đấy không thể dùng từ bí được mà phải dùng từ có, ở từ có đấy phải chia bởi vì mà sơ cù là số ít. Đúng rồi, trường của tôi có 200 học sinh và 50 giáo viên. Student in my school is very good. They come around dịch vọng hầu, dịch vọng street. Our teacher is friendly and kind. At school, I learn many English, math, art, and so on. Vậy số 2 chị ta chọn là bạn nào? Mời bạn Bảo Mỹ. Em thưa cô là ai Ấy, subject Vietnamese. là cả muốn học À, muốn học. Vậy dựa vào đâu để em nên được subject vào đấy? em thưa cô là dựa vào cả muốn những À, là tiếng Anh toán mỹ thuật. mỹ thuật đúng không? Nên là đấy sẽ là sắp xếp đúng rồi. Đúng rồi. À, ở trường tôi học nhiều môn như là tiếng Anh, toán, mỹ thuật vân vân. I like English best. It is very entertaining and important for my further education. Rồi ok Lâm chắc. Em về xem lại video và video và ghi chép đầy đủ. Nếu tí nữa mà ở chỗ em cảnh thì bất kỳ khi nào trước 9 giờ là em phải vào phòng để học, học ít học nhiều cũng phải cố gắng vào học. Còn cái chỗ nào không học được thì phải về mở video ra học nha. Rồi câu số 29 ở đây subject, câu số 30 mời bạn Đăng Danh, em chào nào bạn nào. The teacher À, câu số 30 đi. Vietnamese. B. Bởi Vậy em dựa vào đâu mà điên đi khó? vì em giờ vào là English và it's very À, bởi vì cái vế đằng sau là nếu nguyên nhân, đúng không? inter. Vậy ta xem này. Cả cái bài này các bạn ạ. Cả cái bài này là tác giả đáng giới thiệu về trường của mình. Hôm trước trong phần viết, trong phần skill 2. À, trong phần skill 2 ở unit 1, phần kỹ năng 2 ở unit 1 thì có một cái nhiệm vụ cuối cùng trong skill 2 đó là hãy viết một một đoạn văn kể miêu tả về trường của bạn 40 đến 50 từ. Nhưng mà cái đoạn văn này các bạn này có thể các bạn sẽ gặp trong kỳ thi học sinh giỏi. Nhưng nếu gặp trong kỳ thi học sinh giỏi á thì họ sẽ yêu cầu cũng phải là 40 50 từ đâu các bạn ạ, mà sẽ viết từ 80 đến 100 từ hoặc 100 đến 120 từ. Thường là 80 đến 100 từ đối với chương trình lớp 6. Vậy ta xem đấy, nó như là một cái tư liệu để các bạn tham khảo. Thế khi chúng ta khi mà được yêu cầu viết về trường học của mình thì có dịch quá để chúng ta hiểu được, và khi viết về trường mình thì chúng ta biết cách để chúng ta có thể viết ở các bàn câu sớm mà trong đội tuyển học sinh giỏi thì cô đã cho các bạn về viết rồi. Đấy là trường của tôi. Tên à, và cô cùng thầy có bạn là sử dụng cái bài này để viết đấy. Sử dụng cái bài này và thay thế vào đó là trường của trường cao sớm. Đấy là trường của tôi. Tên của nó là trường cấp 2 Dịch Vọng Hầu. Đó, nó thì ở trên đường Dịch Vọng Hầu. Nó thì rất là đẹp và lớn. Có 20 lớp học ở trong trường của tôi. Trường của tôi có 250 học sinh. À, 250 học sinh và có 50 giáo viên. Học sinh ở trường tôi thì rất là
tốt. Cái câu này thực ra cái câu này sai, câu này học Việt chưa đúng rồi này. Bởi vì học sinh này không bao giờ để số ít được, nếu ở số ít là mà ở đấy cũng thể nói một học sinh được, mà phải là nhiều học sinh, nên đoạn này phải thế mẹ. Và đoạn này thế mẹ rồi thì đoạn này phải án. Nên cái câu này tác giả Việt chưa đúng nha. À, những học sinh trong trường tôi thì rất là tốt, họ đến từ xung quanh cái quần dịch vòng hậu. Giáo viên của tôi thì rất là thân thiện và tốt bụng. Ở trường tôi học nhiều môn học như là tiếng Anh, toán, âm nhạc, vân vân. Tôi thích tiếng Anh nhất bởi vì nó thì có tính giải trí và rất là quan trọng cho cái giáo dục tương lai của tôi. Bao giờ ra chơi, tôi và bạn bè của tôi thường có nhiều cái hoạt động vui vẻ như là nhảy dây, rồi là chơi trộm tim, vân vân. Khi nào muốn viết vân vân thì ta dùng em store là vân vân. Mỗi ngày ở trường là một ngày vui, tôi thích trường tôi rất nhiều. Nên câu này hay này. Đấy, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và vì vậy tôi thích cái trường tôi rất nhiều. Vậy khi mà muốn miêu tả về trường của mình thì thứ nhất là chúng ta phải nêu được tên trường. Thứ hai, phải nói được cái địa chỉ của nó nằm ở đâu. Thứ ba là miêu tả một cách tổng quát. Cô em hỏi ba được cô ạ. Tôi nghe chị cô. Bị mất điện mà vừa khởi động lại nên là nó hơi. Bây giờ ta tiếp tục.
Vậy là khi giờ chiều về trường học. Các bạn nghe rõ không? Có Alo. À rồi, ok. Học khi chúng ta thứ nhất là phải giới thiệu tên này, thứ hai là địa chỉ này. Được cái trường học của mình như nào? Trường học cũ hay mới? Không đẹp, thường thì phải khỏe là thường là khỏe trường mình đẹp đúng không? Mông đẹp thì phải tìm một cái cách nào đó để chúng ta là làm cái nổi bật cái trường của mình. Rồi sau khi nói chung với cái vẻ cái vẻ bên ngoài chung của trường thì chúng ta nói về số lượng phòng lượng lớp học này, số lượng học sinh này, số lượng giáo viên này. Đó, khi nói với học sinh giáo viên thì ta điểm qua một tí học sinh của trường mình như thế nào, học sinh ngoan là học giỏi vân vân như thế nào đó, rồi là vui vẻ thân thiện, rồi giáo viên thì là tốt rồi giúp ích vân vân, là ta giới thiệu qua một câu. Sau đó chúng ta phải nói được ở trường chúng ta học cái gì đấy, tối học tối và bạn bè tối học nhiều môn gì đó, rồi là trong giờ ra chơi hoặc các cái hoạt động ngoài khóa chúng ta thường tổ chức các cái hoạt động gì như trồng cây rồi là tập thể dục rồi là chơi thể thao vân vân, là phải nói qua. Rồi giờ ra chơi thì thường thường học sinh làm những cái hoạt động gì vân vân, thì quá đó là chúng ta chốt lại. Vậy ở trường thì như thế nào và tôi suy nghĩ cảm xúc của mình về trường như nào thì sau đó là chốt lại bài và chú ý về việc dài hay ngắn như nào, đó cũng phải chú ý đến cái quy định của đề ra. Chứ nếu mà họ bảo là viết tạm mới đến 100 mà tao viết 150 là thừa thôi quá. Bảo viết tạm mới đến 100 mà chỉ viết 74 là lì phiếu thư quá. Nên là tao viết trong cái vòng khoảng cho phép vậy thôi. À. Bây giờ ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo đó là đọc đoạn văn, đọc lạ thứ. Rồi sau đó trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng nhất. Nào, 31. When are John and Sam going to meet? Vậy ở đấy cái keyword trong cái câu này chính là when này, gọi là meet này, John này, Sam. John và Sam gặp nhau khi nào? Vậy bây giờ ta phải tìm trong trong cái bài ghi chỗ là khi nào họ gặp khi nào để tìm ra đáp án. Nào, mời một bạn cho đáp án của câu số 31. Mời bạn là Bảo Châu. David chờ ai À, ai đọc sẽ đây. Bây giờ đi thử mấy cùng. Đi. Bây giờ cho em chưa đó. 1, 2, 3. Răng thứ mấy của cái lá thư này? Chúng mình. cái dòng Saturday is better for me. I don't have classes on Sunday. À, xong đây. Rồi. Chỉ là đấy chỉ là một lá thư nhánh để nói rằng thật là đó là một cái ý kiến thật tuyệt vời. Thứ bảy thì tốt hơn cho tôi bởi vì tôi không có cả cái tiết học vào chủ nhật. Vì vậy nếu nó tốt cho bạn, tại sao chúng ta không gặp nhau ở đó nhỉ? Ơi, gặp nhau vào khi nào? Tốt hơn cho tôi không? Thứ bảy thì tốt hơn cho tôi. Vậy ở đây phải là như nào? Saturday. À, đến ở đây phải Saturday. là Saturday. Saturday, đúng không? Saturday. Chứ không phải là sáng đây được. À. Vậy ở đây không chọn sáng đây mà chọn Saturday. Rồi, tiếp theo. Câu số 32. What can they do in the afternoon? Vậy ở đây là what này. Keyword chính là what do. Làm gì? Làm gì vào buổi nào? Afternoon. Làm gì vào buổi chiều? Eat, restaurant, go to the photo pit, go for a walk hay là go for a picnic? Nào, who can? À, mời bạn Cạnh Nguyên đó. Em chào Em đáp án đó. có lẽ em cho đáp án đấy. À, đáp án đi. Go for a picnic. Vậy trong thử mấy của bài chứng minh em chưa đó? Em đừng có là down we can is at home and then go for a week in the afternoon. À, lên trong thứ mấy rồi? À đấy à. Dạ. Ờ, à, rồi cô dế là cô dế hay cô bé, em chọn dế hay bé?
Em ra thuốc bí. À gấu bí, đúng rồi. Go for a walk. Đi bộ thì đi đi bộ, chúng ta đi dạo đi bộ. Chứ không phải là đi picnic được. Rồi, các bạn đã tìm cái chỗ chúng mình đúng. Chúng ta có thể ăn cơm ở nhà. Rồi thì đi dạo vào buổi chiều nhé. Đó, đi bộ vào buổi chiều nhé. Để đấy đã. Là bạn đi. Câu số 33. What the zones are red? Vậy ở đấy keyword chính là what này. Và the red. Địa chỉ của zone là gì? A, B, C, or D. A, B, C, or D. A, B, C, or D. Mời bạn suy lịch. Teacher B. À, B. B. 50 Hilton Road. 50 Hilton Road. Cái đường số 50. Vậy ở dòng thứ mấy em của mình? Trong ngay đúng không? Đấy đúng Tức là em đang vừa không? À, đoạn nhận hai, con đoạn ạ. đầu tiên. Ừ, đúng rồi. Dạ. Địa chỉ của chúng tôi chỉ là ở đường số 50 Hilton. Bật chấm cái quạt. Rồi, câu số 34. Why is it difficult to find zone the house? Vậy cái keyword ở đấy là why, tại sao? Difficult, khó khăn. Và find house để tìm nhà của zone. Tại sao nó lại khó khăn để tìm nhà của zone? Và bốn cái lý do họ nêu ở bên dưới này, ta chọn đáp án nào? Về nhà chúng ta đã chép bài nghiên cứu rồi, thì bây giờ chỉ đưa đáp án và giải thích thôi. À, mời bạn anh Đức. Em chào nào bạn nào? Picture A. À ơi, biết có the house number are really strange. Bởi vì cái số nhà, number là số, house là nhà. Strange là số nhà thật sự rất là lạ. Vậy dòng nào chứng minh cho em điều đó? Picture but it's difficult to find because the house number where is here. Ok, excellent. Rồi, nhưng nó thật là khó để tìm bởi vì số nhà thì thật sự rất là lạ đấy. Số nhà nó rất là lạ. Đây, đây bạn đã chọn đáp án đúng rồi. 35. Which word has the closest meaning to the cat app? Closest là gần, meaning là nghĩa. Từ nào sau đấy thì gần nghĩa với cái từ cat app? Walk or start or meet or see. Walk or start or meet or see. Mời bạn Bích Trương nữa. Cho là bạn nào? Bích sẽ đọc Dear teacher, ấy đi. À, meet, đúng rồi. meet. Từ meet nó B or C. See. À, C, meet. Đúng rồi. Ta dựa vào ngữ cảnh thì chúng ta sẽ đoán ra được cái kết ạp nghĩa là gì. Đấy các bạn này. Chúng tôi có thể ăn ở nhà rồi sau đó đi bộ đi dạo buổi chiều. Nó thì sẽ tốt để mà cuối cùng có thể gặp được nhau. Có thể gặp được nhau. Vậy gặp thì đỡ chính là từ meet. Vậy từ meet nó đồng nghĩa với từ catch up trong cái bài văn này, trong câu này. Từ câu số 36 đến câu số 40 là viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Họ cho một cái câu đề sẵn buộc chúng ta phải tìm một cái câu đồng nghĩa việt cấu trúc khác nhưng mà hoàn toàn dùng câu đó cùng nghĩa giống như C như câu đề ra. Rồi, my brother often arrives to work. Vậy theo là bằng câu số 36 A, B, C. Lúc nào sẽ bằng nghĩa với câu 36. Mời bạn anh Tuấn. Nó có lớp giấy không? À, câu gì? Vậy em thấy trong một chỗ nào đông nghề với nhau? Câu hỏi này đất loại là gì? Đất loại là gì Tuấn? Lại À, lại thế. Được. Ở đây quắc là gì Tuấn? Này. là đi. Đi bộ. Rồi lại thế với đi bộ cô đông nghề được với nhau? Không, đúng không? Nhưng câu này không thể đụng được. Ta phải đi tìm cái từ nào mà có nghĩa là lái xe thì mới đúng. Tìm cái phương án nào có từ lái xe. Rồi, mời bạn anh Thức.
Em thưa cô là em dân vua ấy quá. Đúng rồi, đây này. Từ đờ rải này nó bằng với go by car. Đờ rải là lái xe thì cùng bằng với là đi bằng xe hơi. Vậy ở đấy phải là đáp án A mới là đáp án B. Anh trai của tôi thường lái xe đi làm việc thì bằng với là anh trai của tôi thường đi làm việc bằng xe hơi. Vậy sau này đi thi học sinh giỏi học sinh thi cả cái cấp á, người ta cũng sẽ cho rằng là việc lái cấu sao cho mình không đổi. Ta nhớ cái cặp câu này: My brother often rides to work bằng với my brother often goes to work by car. Câu số 37: My sister goes to the market every day on foot. Sẽ đồng nghĩa với câu nào? Đồng nghĩa với câu nào? Mời bạn Bảo Ngọc nữa. Đồng nghĩa câu nào em? Đâu rồi? Bật mic đi em. C, với nhỏ hình. Vậy em thấy hai câu đó nó nhìn cái nghĩa giống nhau ở cái cụm từ nào không? Ở trên có từ nào? À đúng rồi, ở trên này có go on foot. Còn ở dưới nó có từ gì đồng nghĩa? Walk, đúng không? Go là đi, on foot là bằng chân. Đi bằng chân thì bằng với đi bộ, có gì đó. Chị gái của tôi thường đi đi chờ đi bộ hàng ngày bằng với là chị gái tôi đi bộ đi chờ đó, hoặc là đi bộ, còn go on foot là đi bằng chân cũng đi bộ. Câu số 38: Are there 700 students in your school? Are there 700 students in your school? Nó bằng nghĩa với từ nào? Mời bà à với đáp án nào? Mời bạn anh thơ. Em được cổ lắm, giọng với đáp ân dễ. À, đáp án gì? Vậy cái cụm từ nào hoặc từ nào đồng nghĩa với nhau? Giờ là 700 700, xin chỗ nào của 700? seven, đó là từ Thì gì nào? Từ nào đồng nghĩa từ nào đó? Rồi, mời một bạn giảng giải thích giúp bạn. Bạn hiểu nhưng mà chưa giải thích được đúng không? Mời bạn nào. Mời bà nào. Phương Nhi đó, nhà thích chứ. Em có làm giống bà đó. Phương Nhi đâu đấy. Mời bà nào. Anh Đức. Anh Đức nữa, em có làm giống bà đó. Em sẽ chờ, Giải thích. em cần đáp án gì ấy. Rồi, vậy em thấy hai từ nào đồng nghĩa hoặc cùng từ nào đồng nghĩa? Ừ, chưa giải thích được đúng không? Ai giải thích được bật mic gọi luôn. Rồi, mời bạn làm nhanh. Em được có là đọc đến 700 và students in the school. Cô nói rồi, 700 thì ở chỗ nào cũng sẽ có 700 student. Đây có 700 student, đây có 700 student. Đấy là giờ ba Ở ba. đây. Rồi ta chọn này. Một này, câu C này có chọn được không danh? Câu C có chọn được không? Dạ không có. Vì sao? Vì đấy là dành nhóm mẹ dành cơ số nhiều nhóm S1. Một. Đấy là câu hỏi đã có từ đơ. Thì đằng sau này động từ phải ở dạng gì danh? Thầy như thế nào? Không thể nghi vấn thì có thức thế nào? Nguyễn Thầy. Nguyễn Thầy. Đú hoặc đơ. Cộng đồng từ nguyên thể. Vậy từ hết này là sai đây. Nên ta loài đáp án C. Các bạn ạ, loài đáp án C. Rồi, loài đáp án C nè. Xong rồi này. Câu thứ hai này. Không thể dùng đỡ student hết được, không thể học sinh có được, mà ai có đấy, mà kể cả câu thứ hai lập luận được sai, ai lập Con luận được có câu thứ hai? Cô con bé tại có sao sai, tại sao cô bé dùng ngữ pháp của ta? em
Vâng, bạn Phương nghĩ tại sao cô bé lại sai? Vậy Em thì thưa phải. có, bởi vì là một trường có 7 8 học sinh chứ không phải là một học sinh có 7 8 cái trường. Đúng rồi, cái đó là nội dung. Bây giờ dựa vào ngữ pháp để lập luận là câu này sai. Dù ta không hiểu nghĩa, ta vẫn duyệt được nó sai. Vì sao? Cô biết Em không? có. Ai Em hẹn được có. việc. Em có. Đi. Ừ, mời bạn là Bảo Châu. Em là gọi là trên đây phải là gì gọi là một trường của bạn không thì chưa không gọi là Rồi đó là giải thích cái nghĩa. Cô bỏ qua nghĩa luôn. Bỏ qua nghĩa luôn để chỉ dựa vào ngữ pháp thôi. Ta loại được đơn thế. là cái Thầy nền anh thử được không? đừng trước kỳ tư thì Rồi, thôi được rồi. Tôi có hiểu rồi. Đang nói vẫn chưa đồng ý cô. Ai thì từng nói mấy bạn anh tôi. Tại sao bé lại sao? Một rồi. Em thấy Mời anh bạn thế thử không? mời bạn thế Em anh biết rồi, em biết rồi có. mời bạn thế Thầy anh anh ừ, thế anh nói thử không? Bia teacher, vì cô bé student của ừ S là số nhiều con mà họ lại chó đỡ. ừ có nhiều thuộc nhỏ mẹt mày Số nhiều thuộc nhỏ F1 là phải F viết một thôi đúng, đó viết đỡ. phải biết đúng đúng rồi nên ta dựa vào đặc điểm ngữ pháp để loại cô bé. Rồi bây giờ ta chỉ còn câu á và câu dế để chọn. Thì câu á này có thừa từ gì cả lớp? Tính Từ tính in đâu? Ừ, thế nói là em trường của bạn có bao nhiêu học sinh thì ta không được dùng in vào trong á. Khi nào nói trong trường của bạn thì mới dùng được in do school. Ừ, yeah. Còn đồng nghĩa, ở đây đồng nghĩa này, đó là á dế. Nó đồng nghĩa từ á dế nó đồng nghĩa với từ have. Dé bí, dé ý, dé á là có. Từ hét của nghĩa cùng của nó cùng là có. Nên hai cái này đồng nghĩa. Tuy nhiên cả bốn cấu trúc này thì đều liên quan đến hét cả. Nhưng do đặc điểm ngữ pháp nên nó bị sai nên loài hệt thì chỉ còn đáp án dế là đúng rồi đó. Có 700 học sinh trong trường của bạn phải không? Nó bằng với là trường của bạn có 700 học sinh phải không? Rồi, câu số 39. What is the weight? What is the weight? Đồng nghĩa với câu nào? Đồng nghĩa với câu nào? Mời bạn giơ tay là cô, giơ tay là cô thấy rồi mà. em Không cần gì em. Mời bạn Bảo Minh. em có là quân Đồng sân nghĩa bá câu mình nào em? xỉ Bí xỉ của em hãy xí. À xí rồi. xỉ Vậy ở câu trên, đúng rồi, câu trên là câu dưới đồng nghĩa ở chiều từ nào? quê có À, nghĩa quên, là đồng nghĩa với gì? Quên là gì? À, nặng, rồi. Thế thì gọi là lý do như quen. Có từ gì liên quan? Minh? Có từ huê vị À, heavy, heavy cũng nghĩa là gì nữa? nặng à, Nặng. cân nặng của bạn là Trên là cân nặng, dưới là nặng. Ở đấy này các bạn này, cái từ weight này á, nó loại từ, nó là danh từ. Cân nặng nha. Còn cái từ heavy này á, loại từ nó là tính từ, nghĩa của nó là nặng. Ở lớp 6 chúng ta đi thi học sinh giỏi sẽ có cái kiểu cấu là bắt đầu bằng what, đồng nghĩa với cái kiểu cấu bắt đầu bằng how. Vậy khi nào thì kiểu cấu bắt đầu bằng what sẽ đồng nghĩa với kiểu cấu bắt đầu bằng how? Thì cô sẽ cho các bạn cả công thức sau. Viết lại câu đối với dàn câu bắt đầu dàn câu hỏi nhé, câu hỏi bắt đầu bằng what phần này quan trọng các bạn nhé, thì cô vợ chuyển sang dàn câu hỏi bắt đầu bằng què à bằng học trong đó what là cái gì gì con how là như thế như thế nào con đây là what nghĩa của nó là gì.
Vậy á, để chuyển được câu câu hỏi bắt từ what mà đồng nghĩa với câu hỏi bắt đầu bằng how thì ta chuyển câu hỏi bằng what, bắt đầu bằng what này này sẽ hỏi cho danh từ, còn câu hỏi bằng how thì sẽ hỏi cho tính từ. Vậy ta sẽ có các danh từ mà chuyển sang tính từ như sau. Nếu câu hỏi bằng what, nếu gặp danh từ thì sẽ có danh từ sau. Một này, danh từ chuyển sang tính từ đi, danh từ chuyển sang tính từ, danh từ chuyển sang tính từ có cả cặp sau. Một là từ wait, wait wait ta vừa học trong bài này đúng không, từ wait nó cân nặng, chuyển sang từ nặng là heavy, được chưa? Một cặp nè. Cặp thứ hai là từ age, age là tuổi các bạn ạ, tuổi. Bây giờ sang tính từ của nó sẽ là gì, danh từ chuyển sang tính từ của nó là gì? Âu Âu Old, đúng rồi, chuyển sang thành old. Rồi dạng thứ ba đó là height, height, từ height, height là chiều cao, danh từ chiều cao. Bây giờ chuyển Thô tính Thô hoặc Thô thổ hoặc là height. Ta nhớ cho cô này, tính từ từ cao có hai kiểu, một là thô, từ thô này đều chỉ chiều cao của người của vật đều được, còn từ hai này thường thường người ta miêu tả chiều cao của vật các bạn nhé. Rồi tiếp tục này, từ tính từ wide, wide là chiều rộng, thì khi chuyển từ danh từ ấy khi chuyển sang tính từ sẽ là wide, rộng nha. Rồi tính từ chiều dài, chiều dài là length, length, length. Chuyển sang tính từ của nó, chuyển sang tính từ của nó là long, long long long, đó là chiều dài. Rồi là bề dày, bề dày thì danh từ của nó là thick, thick knit. Và chuyển sang tính từ của nó, chuyển sang tính từ của nó sẽ là thick, đó, vân vân. Vậy từ đấy ta sẽ hình thành được công thức như sau, công thức như sau. Nếu câu mà bắt đầu bằng what thì ta sẽ thể có như sau này, ta có what này cộng với is cộng với the, nếu mà hỏi cho người nhé, nếu hỏi cho người thì what is cộng với sở hữu cách cộng với danh từ, được chưa? Cộng với danh từ. Trường hợp này là sở hữu cách chỉ người, chỉ người, trường hợp chỉ người đấy là hỏi cho người này, hỏi cho người. Còn nếu hỏi cho vật, nếu hỏi cho vật thì ta lại có what cộng is cộng the, lại cộng danh từ trước, cộng of, cộng chủ ngữ. Đây, nếu hỏi cho người thì như thế này, còn đây là hỏi cho vật, mở ngoặc hỏi cho vật. Tí nữa có lấy định lấy ví dụ các bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ là Việt thì nghe có vẻ hơi lùm nhùm. Hỏi cho người là what cộng ý cộng sở hữu cách cộng danh từ này, hỏi cho vật là what cộng ý cộng danh từ cộng of cộng the cộng chủ ngữ này. Khi đó ta sẽ chuyển sang được bằng với cái cấu trúc bắt đầu bằng how như sau. Cấu trúc bắt đầu bằng how như sau. Đó là how. Ý nghĩ ví dụ đến đi. How. Sau ngay how thì phải cộng với tính từ. Cộng với tính từ. Cộng với to be. Và cộng với chủ ngữ. Công thức trên này dù người dù vật khi chuyển sang how thì giống nhau hết. Chỉ một công thức. Đó. Nó sẽ bằng này này. Bây giờ ta sẽ lấy hai ví dụ, một ví dụ sẽ hỏi cho người và một ví dụ sẽ hỏi cho vật. Ví dụ. Ví dụ nói là tuổi của bạn là gì? Hoặc tuổi của anh ấy là gì? Thì đấy là hỏi cho người nhé. Tuổi của anh ấy là gì? Dùng từ what thì ta nói nào cả lớp? What What? is his Ý là dùng đúng từ rồi, he age. age, đúng rồi, rất là tốt. What is his age?
What is heated? Ta sử dụng công thức này. Động cơ Tuổi. hai. Ừ, anh chưa tắt mic em. Tuổi của anh nhảy là gì? Vậy bây giờ muốn chuyển câu đồng nghĩa bắt đầu bằng how thì ta viết thế nào? How? How are Ừ. you? À, how old is How? he? À, how How old is he? Đúng không? he? How old is he? Bằng nhau hoàn toàn luôn các bạn ạ. Đó. Hay không ạ? Rồi, ví dụ thứ hai. Là hỏi cho vật đi. Hỏi cho vật. Thì bây giờ cô nói là cái chiều dài của cái bàn này. Cái chiều dài của bàn này là gì? Dùng what? Nói what thế nào? Dùng công thức thứ hai này này. What is What is the the table? Chiều dài của cái này. table? Chiều Table. dài của cái này. Length. Chiều dài này. What is The the floor. length? The Of length. Length cái table. Of gì mà? the table. The table. Đúng không? Of The table. What is the length of the table? Chiều dài của cái bàn là gì? Bây giờ cô lại không muốn dùng từ what nữa mà muốn hỏi chiều dài của bàn bắt đầu bằng how. How long Đúng rồi, how long is the the table? table? Đó, thế thôi. Nó đồng nghĩa. Vậy tương tự ở trên này vậy. Cân nặng của bàn là gì? What is the weight? Thì bằng với là how heavy are you? Bằng nhau. Cái này là đi thi học sinh giỏi hay rất là hay xuất tiền các bạn ạ. Nên về nghiên cứu cho cô. Cô mới chỉ đặt được một là trên này chỉ có ví dụ về weight và heavy này. Nha. Rồi cô mới đặt được là về S và O này. Ví dụ về S và O này. Rồi cô mới chỉ đặt được ví dụ về length và long này. Vậy con cả cái cái cặp là height và tall, weight và wide, thích ít và thích. Cô chưa đặt thì về nhà các bạn tự lấy ví dụ thế để hiểu thêm cả cái cặp đó. Nha. Thích ghê lên anh cô. Thích là dây, thích nít là cái bề dây, con thích là dây. Bây giờ là cái quyển sách này dây bao nhiêu? Đúng không? Trả lời nó dây 3 cm hay là mấy đó. Có Đó. nữa là về đặt cậu mẹ cái này chứ có. À, đặt cấu. Vậy là mồi 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 loài cặp như vậy là đặt hai cấu bằng nghìa nhau ra đấy. Nha. Yeah. Để chúng ta. Cô chụp ảnh Để chúng ta cậu. lập lên hết. Tao Ừ. cậu. Ok, cô chụp ảnh để các bạn nghĩ được. Không kịp thì nhìn lên nhỏ mấy cái. Cứ tách ra. Tách ra để các bạn vừa thấy. Cái này có lẽ cô cho nghe luôn đi này. Cô nghe luôn cho các bạn hiểu. Đúng không? Thôi Cô nghe luôn cho các bạn hiểu. ngồi Chứ không quên đấy. quên trả Google. Quên là Google. Được, tốt, rất là tốt. Chính xác. Trả Đây cái là trả trả cân nặng. Cân nặng. Đúng trả không? trả 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 Nặng. Rồi tuổi đó. Rồi thứ ba là chiều cao. Chiều cao và cao. Rồi là chiều rộng và rộng. Chiều rộng và rộng. Rồi là chiều dài. Chiều dài. Chiều dài và dài. Đó là bề dày và dày. Này. Và công thức cô làm màu đỏ lên cho nó nổi bật. Bạn dần dần viền.
Và có cho phụ để lên nhé. Bây giờ ta sang câu số 40, 10 câu cuối cùng. The bookstore is to the left of the school. Vậy nó đồng nghĩa với câu nào? Mời ai biết, mời giơ tay lên. Khá, chỉ cần theo ý hiểu của mình là ta giơ tay các bạn ạ. Con sái có sửa, đừng có sơ sái. Học tiếng Anh mà sơ sái không chịu phát biểu là nó giỏi hơn tiếng Anh không? Em cô Mời bạn Ngọc Hà. Mời bạn Ngọc Hà. Em chào nào bạn nào? Thực cô đã đặt bạn ấy. À, đáp án ấy. Vậy tại sao cấu D lại bằng với đáp án bằng nghề với đáp án ấy? Em dựa vào đâu? Cô là tú ra lẹt ôm là bên trái, Rồi, thì ngược trái lại là kia phải thể về nó. là bên phải. À, bên phải, đúng rồi. Nói trải nghiệm nhưng mà thực ra cái cháu thì cái hiệu sách ở đằng sau cái trường thì chứng tỏ cái trường phải là à cái hiệu sách phía bên trái của trường thì chứng tỏ cái trường phải biến đến phải của hiệu sách. To the left thì ngược lại có thể gọi là to the right. Đó, đồng nghĩa với nhau. Còn in front là phía trước, behind là phía sau. Thế cái đó là lời khác không? Phải đúng không? Nhưng có bốn mới thì nó dễ. À, hôm sau chúng ta sẽ học về à, lớp trong bài hát thì chúng ta sẽ học về là giới tư chỉ địa điểm thì to the left of, to the right of, in front of, behind nó chính là điểm ngữ pháp chính ở trong unit 2. Và thì hôm nay chúng ta sẽ đi sang phần nội dung trọng tâm của chủ đề thứ hai unit 2 my house. Chỗ này bạn nào ý chưa xong thì mời tất cả các bạn nhìn lên nhóm. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài 2. Bài hai này để cô điều chỉnh cho nó vô vô một slide luôn các bạn ạ. Sorry. Cô điều chỉnh cho vô một slide để các bạn ghi cho dễ. Sao nhỉ? Cô Ơi nói. đã gửi ảnh lên trên nhóm mà cô. Cô gửi đâu má? Em là thầy cô ạ. Cô gửi nhầm. À gửi rồi nhưng mà lý không phải. Bên điện thoại cô chưa. Chưa nữa. Điện thoại chưa. Chưa bật. Rồi đó. Chưa cô nha. Tỉnh một tỉnh nha. Vâng, có. Thư vựng, bây giờ tao ghi thư vựng đi. Thư vựng của chủ đề 2. Ghi thử ngay vào mục D ta nhìn vào nhóm. Còn để có sửa ghi sửa vào một slide để các bạn chúng ta chọn. Cô bá bơ nơ là tổng kết điểm gì có? Tổng kết điểm gì em? Điểm mà Hai mươi tớ buổi tổng kết một lần nữa cô. à mấy buổi không có À rồi 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 ok tí được tí nữa có nói. Tí nữa có nói các bạn nhé. Đó, cô ghép vào như thế này. Ghép vào như thế này để ta nhìn qua một slide nữa. Tí có chịu lấy nó to hơn không? Con thiệu tư 18 tư 36 nữa có. Từ 18 với từ 36 nó nằm ở dưới. Cô chụp qua trong nhỏ các bạn sẽ thấy các bạn ạ. Ở bên mày cô thể rò con một mày một chỗ bàn nó sẽ bị lấp. Em thấy quá. Một chỗ bàn bị lấp, một chỗ bàn còn thấy mà.
Now there are 36 new words in topic 2. You write down in your notebook. On the left, you lower the hand. When you finish your writing, raise your hand, please. Có 36 từ vựng ở chủ đề Unit 2. Bây giờ mời cả lớp Hà tay xuống, đồng thời chúng ta ghi bài vào vở. Khi nào chúng ta ghi xong, khi đó chúng ta mới giơ tay lên. Tất Cậu cả ơi, bật cậu. cam. Tất cả bật cam mà ra lên để cô quan sát tư thế ngồi học của các bạn. Ai đó nói gì cho cô nghe đi. Nàng em. Cậu. Now all class, you repeat after me. Apartment, apartment, flat, flat. À, ta chú ý cho cô hai cái từ này. Ở trong cái phần unit 1 thì chúng ta thấy có xuất hiện từ flat. Bây giờ cái sách chúng ta học đó chủ yếu người ta sử dụng tiếng Anh Mỹ. Đối với tiếng Anh Mỹ thì căn hộ người ta viết là flat. Còn tiếng Anh thì người ta sử dụng từ apartment, apartment. Hai từ này thì viết khác nhau nhưng đồng nghĩa. Giống như bây giờ chúng ta sử dụng tiếng Anh Mỹ, học sinh ta viết là student. Trước đấy học tiếng Anh từ học sinh người ta viết là pupil, pupil. P U P L E, pupil. Này, từ khác nhau nhưng mà nó nghĩa giống nhau. Country house, statute house, attic, attic. Ta chú ý từ cơ và kết thúc của từ thì ta phát âm thanh attic, attic. Bathroom, bathroom. Toilet, toilet. Bedroom, bedroom. Dining room. Kitchen, kitchen. Cellar, cellar. Hall, hall. Living room. Garage, garage. Garage, garage. Garage. Đấy, chú ý cái từ nhà để xe. Nhà để xe tiếng Anh chúng ta đọc là garage, garage. Tiếng Anh Mỹ chúng ta lại đọc là garage, garage, garage. Nên là ai đó đọc cách garage cũng được, ai đó đọc cách là garage cũng được. Chứ không phải nói là thầy cô này đọc như này là đúng, thầy kia cô kia đọc trên này là sai đâu. Mà do cái hai cái từ tiếng nó có một số từ nó có hai cách đọc khác nhau thì đã chủ cả hai cách. Những gì ta đọc thì ta lựa chọn cách nào được, tiếng Anh cũng được, tiếng Anh Mỹ được, không sao hết. Từ cái cách nào mà ta cảm thấy mình đọc nó thuần miệng hơn, dễ đọc hơn, ta cứ theo cách đó ta Có đọc. Ừ, nói nè. rồi như kiểu tạo một cái bài mà sử dụng cả tiếng Anh ngắn cả tiếng Anh mì có được không? Có À được, không sao hết. Ví dụ cái từ often, ta muốn đọc often cũng được, mà không ta đọc tiếng Anh Mỹ là option cũng được, không sao nhá. Từ nào thuần miệng người ta đọc theo từ đó sao cả, người ta chấp nhận cả mà. Chopstick, chopsticks. Cooker, cooker. Ta chú ý này, cái từ mà kết thúc bằng er thường thường là dùng để chỉ nghề nghiệp, ví dụ teacher, giáo viên, hoặc là ví dụ worker, công nhân, ví dụ farmer, nông dân. Thì là đến đấy thấy cooker là nhiều người cứ nói là người nấu ăn, từ đâu bếp nhưng mà sai nhá. Cooker là nồi cơm điện. Chứ đừng có nói là my mother is a cooker, mẹ tôi là một nồi cơm điện luôn á. Muốn nói mẹ tôi là một đầu bếp thì phải là my mom is a cook, tức là không có er. Nên chú ý con khi thêm er lên trở thành nồi cơm điện. Một số bạn có thể là tắt camera này. Cushion, cushion. Cardboard, cardboard. Curtain, curtain. Wardrobe, wardrobe. Dishwasher, dishwasher. Fireplace, fireplace. Fridge, fridge. Furniture, furniture. Alarm clock, air conditioner, ceiling fan, lamp, lamp. Chest of the drawers, microwave, microwave. Move, move. Pillow, pillow. Poster, poster. Sheet, sheet. Sheet. Sink,
Sitting, sofa, sofa, blanket, blanket. Now you repeat after me again. Bây giờ mời cả lớp đọc theo cô lần tiếp theo. Blanket, blanket, sofa, sofa. Có thể một số bạn ghi sóc rồi mà vẫn thấy đọc theo rồi. Khẩu hình thì di chuyển như cả là sao? Sing, sing, street, street, poster, poster, pillow, pillow, move, move, microwave, microwave, chest of the drawers, chest of the drawers, lamp, lamp, ceiling fan, air conditioner, alarm clock, alarm clock, furniture. Ta chú ý cái từ số 23 trong ấm đưa vào ấm tiết 1 nhấn vào fur, furniture, furniture, furries, furries, fireplace, fireplace, dishwasher, dishwasher, wardrobe, wardrobe, curtain, curtain, cupboard, cupboard, cushion, cushion, cooker, cooker, chopstick, chopstick, garage, garage, or garage, garage, living room, hall, hall, cellar, cellar, kitchen, kitchen, dining room, bedroom, bedroom, toilet, toilet, bathroom, bathroom, attic, attic, steel house, khám thị house, apartment, apartment, flat, flat. Now you repeat one more time. Bây giờ mời cả lớp đọc theo cô thêm lần lần nữa. Apartment, apartment, flat, flat, khám thị house, steel house, attic, attic, bathroom, bathroom, toilet, toilet, bedroom, bedroom, dining room. À, chú ý cho cô này, từ bathroom, bedroom, thì bathroom nó không tách nhau các bạn ạ, nó viết liền nhau luôn. Nhưng mà dining room, living room, thì từ dining và room nó tách ra, living room nó tách ra, nên chú ý cái việc sống là bị sai nè. Kitchen, kitchen, cellar, cellar, hall, hall, living room, garage, garage, chopstick, chopstick, cooker, cooker, cushion, cushion, cupboard, cupboard, curtain, curtain, wardrobe, wardrobe, dishwasher, dishwasher, fireplace, fireplace, furries, furries, furniture, furniture, alarm clock, air conditioner, ceiling fan, lamp, lamp, chest of the drawers, microwave, microwave, move, move, pillow, pillow, poster, poster, sheet, sheet, sink, sofa, sofa, blanket, blanket. Now you practice reading by yourself louder. Which word you can't read, you write down the number in the chat box for me. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc tạp, đọc thật to tạp từ từ số 1 cho đến từ số 36. Từ nào chúng ta không đọc được thì viết số vào trong hộp chat cũng sẽ hỗ trợ. Tất cả các bạn bật camera lên để cô xem quan sát khẩu hình của các bạn khi đọc. Anh Tuấn như đi đàn nhảy tháng tư bá sáu rồi em. Blanket,
Blanket, blanket, blanket. Then if I air conditioner, air conditioner. Number one, apartment, apartment, flat, flat. Number ten, cellar, cellar, cellar. Number 29, 29, microwave, microwave. Number one, apartment, apartment. 25, 25, air conditioner, air conditioner. 14, 14, chopstick, chopstick. 10, cellar, cellar. 20, dishwasher, dishwasher, dishwasher. 3, steel house, steel house. 19, 19, wardrobe, wardrobe, wardrobe. 26, 26, ceiling fan. 24, alarm clock, alarm clock. Number 8, dining room, dining room. Number 4, attic, attic. Number 6, toilet, toilet. Number 10, cellar, cellar. Number 21, fireplace, fireplace. Number 13, garage, garage, garage. Number 10, cellar, cellar, cellar. Now, and number 23, furniture, furniture, furniture. Number 18, curtain, curtain. Number 16, cushion, cushion, cushion. Number 19, wardrobe, wardrobe, wardrobe. Number 20, number 20, dishwasher, dishwasher. Number 13, garage, garage, garage. 28, chest of drawers, chest of drawers. 29, microwave, microwave. 21, fireplace, fireplace. 26, ceiling fan, ceiling fan. Number 18, curtain, curtain, curtain. Number 21, fireplace, fireplace, fireplace. Rồi. Gió trời mưa rất to ở những chỗ bạn nào mưa to ở như cô chú ý dài nó có xem nhưng mà nào Châu, mưa to châu thì ơi, có em nào có mưa to nó nghe chưa? đừng có nói à đi ra ok rồi vậy là mưa to cả phần này thì cô đã đọc cho các bạn rồi và cô cũng cho các bạn từ luyện đọc rồi các bạn đã hỏi cô đã giải thích rồi. Thì bây giờ về nhà ta chịu khó xem lại video này của cô. Ngày mai cô thể xuất bản. Chịu khó xem lại video này. Chúng ta luyện đọc thật kỹ. Luyện đọc thật là kỹ đó. Xong rồi, sau khi thầy đọc ổn rồi. Đọc rất ổn rồi. Gì đó ta quay video. Quay video là gửi lại cô để cô chấm. Ta lưu ý cho cô vậy. Đó là khi quay video ta chọn cho cô cái thời điểm mà không có mưa hoặc mưa nhỏ để không ảnh hưởng đến chất lượng video của các bạn. Chứ mấy hôm nay trời mưa to, mấy lần trời mưa to một số bạn quay ở cái video mà mưa là cũng nghe được. Vậy buổi hôm nay chúng ta kết thúc bài học ở đây. Ok, time is up. Goodbye, see you again. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Goodbye, Goodbye, everyone. teacher. Okay, Bye, teacher.